Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Ngọc Hiếu xin mến chúc cộng đoàn có một tuần mới tràn đầy hồng ân của Chúa phục sinh. Tin giáo phận Phú Cường Lễ dỗ 3 năm cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc Với tâm tình tri ân và tưởng nhớ, giáo phận Phú Cường cử hành lễ dỗ 3 năm cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc. Trong thánh lễ, mọi người được ôn lại bao kỷ niệm tốt đẹp với cha Phaolô. Đó là những người thân yêu, người bạn cùng trang lứa, các giáo xứ ngài đã phục vụ và bà con thân thuộc. Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2021 tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường, Đức cha Du Xe, giáo mục giáo phận Phú Cường chủ tế thánh lễ và giảng lễ. Cùng hiện diện trong thánh lễ, còn có quý cha cùng lớp, quý cha và quý giáo dân những nơi ngài phục vụ, cùng thân bằng quyến thuộc, linh tông và huyết tộc hiện diện đầy đủ. Tưởng nhớ cha cố trong tuần bác nhật phục sinh, mọi người như thấy lại hình ảnh của một người cha đang sống động hiện diện giữa cộng đoàn. Nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều lời dạy hay những hy sinh vất vả của cha được cộng đoàn cho sống lại trong ngày vỗ này. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Du Xe cho mọi người thấy niềm tin vào Chúa Phục sinh sẽ giúp cho ngày lễ không đau buồn nhưng tràn đầy hy vọng. Nhắc lại tin mừng về các lần hiện ra của Chúa giúp cho cộng đoàn sắc tín hơn vào niềm hy vọng này. Đó là ơn sủng của Thiên Chúa, không gì khác hơn là bình an. Tâm điểm những lần hiện ra của Chúa là trao ban bình an, củng cố đức tin những vết thương là dấu chứng cho niềm tin Chúa sống lại, là những đau khổ, hy sinh của Cha Cố cũng là dấu chứng giúp cho chúng ta tin tưởng Ngài sẽ được sống lại trong Chúa. Điều này làm cho chúng ta gần nhau hơn khi chúng ta đang đi đến nơi mà Ngài đã đi và tin rằng Ngài cũng đang cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng nhau chia sẻ bữa cơm gia đình với giáo phận trong tình thân mật đơn sơ của gia đình, những tình cảm với cha cố tiếp tục được khơi dậy. Mọi người được gần nhau hơn và mở lòng ra với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Lễ dỗ giúp người Kitô tô hữu biết được cùng đích đời người và nguyện xin Chúa ban ơn cho người thân của chúng ta đã qua đời. Tin giáo hạt Quý Linh Mục Giáo Phận Phú Cường tỉnh tâm tháng tại các giáo hạt. Hằng tháng, hàng quý và hàng năm, các Linh Mục trong giáo phận được tổ chức tỉnh tâm định kỳ. Các buổi tỉnh tâm có thể tổ chức tại các hạt của Quý Cha hoặc tổ chức tập trung theo giáo phận. Đầu tháng 4 vừa qua, các Linh Mục giáo phận đã tổ chức tỉnh tâm theo hạt của mình. Giáo luật số 276 Quy định trong đời sống, giáo sĩ phải lo đeo đuổi sự thánh thiện vì bản thân cũng như trách vụ mình lãnh nhận. Để thực hiện điều này, giáo luật đòi buộc phải đi tham dự các buổi tĩnh tâm theo quy định của địa phương. Tùy theo điều kiện của giáo hạt tại giáo phận Phú Cường mà tổ chức tĩnh tâm cho linh mục vào thứ ba hoặc thứ năm đầu tháng. Tháng tư, các linh mục giáo phận Phú Cường tĩnh tâm với chủ đề Linh mục, lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bài tịnh tâm tháng 4, các linh mục được nhìn lại ý nghĩa lòng thương xót của Thiên Chúa trong lòng giáo hội. Từ đó, linh mục, người thi hành sứ vụ đó cho dân của người. Bài suy niệm chủ yếu nhắc lại tâm tình của Đức Thánh Cha Phan -cô, giúp cho các linh mục suy tư, xét mình và biến đổi cũng như định hướng đời sống dưới sự tác động của lòng Chúa thương xót. Đó là một dung mạo được bày tỏ trong dòng lịch sử cứu độ và được tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô và chính các linh mục cũng phải bày tỏ dung mạo đó cho đoàn chiên mà Thiên Chúa gửi trao cho mình chăn dắt. Ngoài suy niệm, quý cha được dành nhiều thời giờ sống thân mật với Chúa. Đó có thể là những giây phút tinh lặng chiêm ngắm Chúa, hay cũng có thể là tâm tình sốt mến chuỗi mân côi cùng Đức Mẹ, hay cũng có thể là những giờ kinh phụng vụ của giáo hội. Thường các cha sẽ xưng tội trong buổi tĩnh tâm để giao hòa với Chúa và với anh chị em mình đang phục vụ đỉnh cao của buổi tĩnh tâm đó là giây phút sống trước Chúa Giêsu thánh thể đó là nguồn mạch ân sủng thiêng liêng để phục vụ sự thánh thiện cho dân Chúa cũng như bản thân dịp tĩnh tâm tháng tư vừa qua quý cha trong giáo phận được vấn tâm trong đời sống trước hết là việc dọn mình chuẩn bị trước khi dân thánh lễ thứ hai đó là việc thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa qua thương người 14 mối 7 mối phần xác và 7 mối phần hồn và cuối cùng là trở nên lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự cao cả của sứ vụ thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Tin giáo sứ Lái Thiêu Thiếu nhi giáo sứ Lái Thiêu chia sẻ bác ái mùa phục sinh. Do tình hình dịch bệnh mà đến tận phục sinh năm nay, tất cả các em thiếu nhi mới có cơ hội đi ra ngoài từ mùa vọng đến mùa chay, từ giáng sinh đến phục sinh, qua phong trào phát động nuôi heo đất đến nuôi trâu đất, qua sự hy sinh đóng góp tất cả các bạn thiếu nhi và các mạnh thường quân giúp cho việc bác ái mùa chay được thêm phần ý nghĩa hơn. Địa điểm đi thiện nguyện của thiếu nhi thánh thể trong mùa phục sinh năm nay là mái ấm nhân hậu gần nhà thờ Chánh Thiện, nơi chăm sóc các cụ già neo đơn và các chị em khuyết tật do các sơ dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô, Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn phụ trách và nhà tình thương họ đạo Búng, nơi đang cưu mang 77 em mồ côi. Các em ở các vùng cao, khó khăn và những em nghèo hiếu học do các cha và các thầy dòng OMI phụ trách. Có tất cả 150 người tham gia chuyến đi, bao gồm cha phó, thầy giúp xứ, quý sơ phụ trách, các anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, đội trưởng, và các em thiếu nhi được chọn qua phong trào phát động đi tham dự thánh lễ trong năm. Các em học sinh xuất sắc của học kỳ thứ nhất và các em lớp vào đời. Cả đoàn được chia thành hai nhóm, 75 người trên một nhóm và mỗi nhóm phụ trách một nơi. Ở mỗi nơi, các bạn thiếu nhi đã được những trải nghiệm khác nhau khi tham dự thực tế. Từ nhà thờ lấy thiêu, đoàn khởi hành ngay sau thánh lễ thiếu nhi kết thúc và điểm đến của nhóm một là nhà tình thương họ đạo bún các em thiếu nhi thánh thể có dịp hòa mình, chia sẻ tình liên đới với các em thiếu nhi tại đây qua các trò chơi thi đua do các anh chị huynh trưởng đội trưởng chuẩn bị chu đáo nhìn sự lăn xả hết mình hòa mình và đặc biệt là những nụ cười tươi rói quên lối về của tất cả các bạn thì ai cũng có thể cảm nhận lây niềm vui này các bạn thiếu nhi thánh thể chơi hết mình và tặng quà cho các em thiếu nhi cũng như gửi chúc hy sinh của tất cả các bạn thiếu nhi thánh thể đã làm cho mùa vọng và mùa chay vừa qua. Nhóm thứ hai đi xa hơn một chút là đến mái ấm nhân hậu. Tại đây có tất cả 35 cụ già và các chị em được chia làm hai khu vực. Khu vực săn sóc những cụ già, các chị em bệnh nặng, khuyết tật và khu vực dành cho các chị em lành lặn còn khỏe mạnh. Từ ngoài cổng bước vào sẽ có 3 phòng phía bên tay phải và nơi đây dành cho các cụ và các chị em bệnh nặng và khuyết tật đi lên một con dốc nhỏ là nơi cư ngụ của các bà cũng như các chị em khỏe mạnh và lành lặn tinh thần của các thiếu nhi thánh thể được phát huy liền ngay sau khi bước vào các em thiếu nhi thánh thể đã trực tiếp hỏi thăm và tặng bánh và chứng phục sinh cho các cụ các bà và các chị em tuy có những em nhỏ thuộc ngành ấu lúc đầu còn hơi e thẹn rụt rè nhưng rất nhanh chóng đã hòa nhập các em có cơ hội nói chuyện với các bà các cụ và các chị em hỏi thăm động viên, lắng nghe và cùng nhau múa hát tạo không khí vui vẻ và ấm cúng, cũng như gửi đến quý sơ chút ít hy sinh của các bạn để góp phần nhỏ trong việc chăm sóc các cụ bà và các chị em neo đơn khuyết tật. Qua buổi chia sẻ, các em cảm nhận tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân của các cha, các thầy dòng ô mi và các sơ dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô, cộng đoàn Thánh Vinh Sơn. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không cần toan tính. Kỷ niệm đẹp này sẽ là hành trang quý báu, giúp đời sống nhân bản và thiên liêng của các em rất nhiều. Một điểm tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận Phú Cường. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại!